Này thiện thiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn trí nhất thiết nên ngay trong trí nhất thiết nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thuần thông mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu trí nhất thiết, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu trí nhất thiết, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên ngay trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn 32 tướng đại sĩ nên ngay trong 32 tướng đại sĩ nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác,
tám chi thánh đạo mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi pháp, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nên ngay trong 80 vẻ đẹp phụ thuộc, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Lại nữa, này thiện hiện, vì đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi hành bố thí Ba La Mật Đa thì an trụ tâm vô lậu mà hành bố thí Ba La Mật Đa, hoặc khi hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa thì an trụ tâm vô lậu mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, tuy hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu bốn tịnh lự thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn tịnh lự, hoặc khi tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì vậy,
tuy tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khi tu bốn niệm trụ, thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn niệm trụ, hoặc khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Vì vậy, tuy tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khi tu pháp môn giải thoát không thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát không, hoặc khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì vậy, tuy tu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khi tu thánh đế khổ thì an trụ tâm vô lậu mà tu thánh đế khổ, hoặc khi tu thánh đế tập diệt đạo thì an trụ tâm vô lậu mà tu thánh đế tập diệt đạo. Vì vậy, tuy tu thánh đế khổ tập diệt đạo nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khi tu tám giải thoát thì an trụ tâm vô lậu mà tu tám giải thoát, hoặc khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ thì an trụ tâm vô lậu mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì vậy, tuy tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khi tu tất cả pháp môn tam ma địa thì an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc khi tu tất cả pháp môn đà la ni thì an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả pháp môn đà la ni. Vì vậy, tuy tu tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, nhưng không có hai tưởng. Hết quyển thứ 375.